Diêm Mỹ Sứ Tuyết chào bà con cô bác quý anh chị em. Mời bà con cô bác quý anh chị em là xem cuộc hành trình đi Mộc Châu diễn ra như thế nào nha. Chuyến này là mình sẽ đi bụi đó. Bên Mỹ chắc chả bao giờ kẹt xe như này đâu nhỉ? Có chứ. Trời. Mấy thằng buôn lớn kẹt xe dữ lắm. Ở cái chung cư. Mộc Châu rồi anh hả? Nói lại đi. Hành trình đi lên Mộc Châu. Đang là đón xe. Đứng ở ngoài đường. Bắt chuyến xe là đi từ Hương Yên lên tới Mộc Châu, thì cái đoạn đường là đi từ chiều là khoảng tầm 5 giờ, thì Duyên đi tới trên đó là tầm khoảng là 8 giờ tối, 8 giờ hơn ấy mới tới nơi. Nằm như là ghế xác. Sau khi ngủ một đêm ở trên Mộc Châu thì buổi sáng được người bạn đón cả nhà mình đi ăn sáng. Chỗ này thì khung cảnh rất là mát mẻ nha cả nhà. Bên hang rơi. Khu du lịch đó, lần đầu tiên như mới được đặt chân lên đây á, cảm giác là rất là thích luôn, mát ơi là mát á. Đây là khung cảnh phía sau quán phở. Ai tại đây? Em hay làm dầu ở đây, tái tái đây rồi, tái tái cho anh Bình. Trơn trượt kìa quá. Trời mưa rồi, khó đi. Sau khi ăn sáng xong thì tụi Duyên sẽ lấy hai chiếc xe máy để đi lên cái đồi chè cho dễ dàng nha. Ở đoạn đường này thì mọi người không có nên đi bằng xe con á, gọi là xe bốn bánh á, thì chạy lên đây rất là khó khăn. Tốt nhất là chúng ta nên đi xe máy là tiện lợi nhất. Thì mới 10 sáng này đó, mưa lâm râm mới bắt tạnh đây nè. Sáng nào cũng mưa lâm râm đến 8 giờ. Vườn trà Mộc Châu. Mộc Châu thuộc Sơn La. Ai thích uống trà lại đây ngắm núi, bức trà ra uống tại chỗ. Như mình à, mình thích uống trà. Khung cảnh ở đây thì rất là yên bình, cho nên là thích hợp cho những bạn nào mà thích sống ảo nè, mà thích hướng nội một tí thì lên đây yên bình thích lắm luôn á mọi người. Khí hậu trong lành ha. Hello yeah. Cho anh miếng cỏ đi. Hello. Trời ơi, cỏ cứng thế. Muốn hai cộng cho mày ăn. Nè, ăn cỏ ha. Ăn cỏ. Ăn cỏ nè. Ăn cỏ. Cỏ. Ngoan quá. Ê. Nè, ăn cỏ. Ăn cỏ ha. Này, cho con mẹ ăn thì con mẹ ăn. Ăn ngon lành. Mày có chùm dâu dê. Đúng là nói là để râu giống dê. Nè chùm râu nè.
xây 84 phòng, cao 84 mét. Yên sẽ quay toàn cảnh lần cuối để cho bà con xem là nguyên cái khu vườn trà nè. Ấy, nguyên cái đồi trà to ơi là to đúng không? Đã quá trời luôn. Mơ ước của Yên nhỏ nhoi thôi, xin vía chỗ này để mai này mình mua được cái vườn trà nó chỉ nhỏ nhỏ như vậy là được rồi. Tiếp theo thì mời mọi người đi đến cái đồi gì mà bán mận ha, cái đồi gì đó gọi tên là đồi trái tim gì đó ở trên trong nhà. Ăn nó làm sao? Chua ngọt. Giống bên Mỹ. Cái này y như bên Mỹ. Mận Hà Nội á, nó không có giống như mận ở miền Tây ha. Mận miền Tây cái trái nó xanh xanh. Mận này ăn lạ quá. Mận này hình như trái bên Mỹ vậy nè. Bên kia như em không ăn đúng không? Đúng rồi. Cái nhiều thứ ăn quá đâu không ăn tới được. Chua chua ngọt ngọt cũng được. Cái vỏ nó chua ha. Ở trong nó ngọt. Mấy chị đây thoải mái ha, cho quá trời. Cho mấy trái. Ăn thử thôi mà cho mấy trái.
lát để cho lại họ tiền. Chị là người dân tộc gì? Dân tộc Mông ạ. À. Mông. Không, em không có chỗ cầm. Em mua 1 ký thôi. Dạ. À. Thôi nhiều nhiều lắm rồi chị ơi. Nhiều lắm rồi. Cứ hốt ra đi, chị cứ hốt ra. Người dân tộc họ không có chịu lấy tiền dư, nhưng mọi người họ đem lại á, họ trả lại mình bằng cái cách là nếu mà họ không có tiền lẻ nha thì họ chạy qua họ đưa thêm một cái bọc mạnh nữa để cho nó đều, chứ họ không có chịu nhận cái tiền dư. Em đấy họ cho mình rồi, đấy cho họ đấy làm anh thử. Nó đang tìm bố nó. Đây là nuôi bò lấy sữa. Lấy mấy cái chân sữa. Anh lấy cái chai này để con rác này. Rác này. Video kết thúc tại đây, hẹn gặp lại bà con cô bác với anh chị em vào video tiếp theo nha. Nếu bà con cô bác thắc mắc thì bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Đừng quên là like và subscribe để ủng hộ cho kênh nha. Bye bye.